hội bảo đảm, những cái hội thiên hôm nay trong lúc sư phụ còn hiện tiền mà đã mang hội thiên, sư phụ sẽ cố gắng mang tất cả con về trời hết một đời này, đó là thiệt. Còn ai mà có phước đeo chiếc vòng của sư phụ thì là chắc ăn luôn thêm một cái insurance nữa. Còn ngoài ra những con của họ cà gù cà gật hay họ chiên hay là họ giàu hay là họ mã tấu hay là họ kiếm cận hay họ sân chức sân sao thì cái đó thì đời này họ không hiểu, nhưng mà đời sau bảo đảm họ sẽ hiểu. Vì khi mang một cái thân phàm khác, họ đâu có cơ hội để mà mạnh khỏe mà quyền lực nữa đâu. Họ sẽ mang bị một người bệnh tật nghèo khó, thì lúc đó mới biết cha biết mẹ.